Là cái mùa nồm ẩm này các bạn muốn lau nhà cái gì? Khi mà các bạn giặt cái lau nhà ví dụ trên đây chẳng hạn, nó có độ ẩm cao nhá, các bạn có thể thấm nước vào đây. Đấy, hay không? Hay nó khô đi, khô đi khi các bạn lau nhà thì nó cũng mau khô, mau khô lắm. Đây này, mùa này này, mùa ẩm này, mình lau nhà này. Vậy cái này là họ làm cái kiểu đấy, nó cũng vẫn còn giữ nhiều nước ở trong. Mình di này là nó di nước chỗ bẩn sang bên kia. Nhưng mà nếu mà mình vừa mới nảy ra cái ý nghĩ hay quá, thấm bớt nó đi cho nó khỏi ướt, tại vì xưa nay không biết rằng là không biết làm nào. Thì cái nhà mùa nồm ẩm ở miền Bắc này, mình lau này thì nó mau khô, nó không ướt sượt sượt. Nhiều người không biết cách mà hồi đầu tôi cũng không nghĩ ra. Đó, lau vừa lau xong đen xì luôn. Được chưa?